hai con là mấy cua đực không à bà ơi? Đừng có đặt ngoài xa. Đó, chờ cái nhà xem cua thấy đạn ở trong bờ. Cái này ngoe luôn. Đạn đổ mày coi. Cảnh trên. To. Hai con, con bự con nhỏ. Con đâu cô bài. Chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà trở lại với kênh Miền Tây Xứ Dừa TV, cuộc sống tại Valencia. Ba anh em không, hôm nay cũng tiếp tục ở trên con đường là đi vô rừng đặt cua cả nhà ơi. Bây giờ không làm mất thời gian cả nhà nữa. Hồi sáng thì Nam với Thật đặt rồi, bây giờ công mới vô sau. Bây giờ mấy anh em là đi thăm cua thôi, chứ không có quay cảnh đặt nữa. Bây giờ mời cả nhà theo chân của ba anh em không nha. Mình sẽ đi thăm cua, thăm lợp. Lợp sáng giờ là bây giờ thăm không thôi. Có lớn. Nước này vừa nè, đẹp luôn. Sáng rồi mà ngủ cả đêm rồi giờ sáng rồi. Tiếp tục luôn nè. Đặt dây lại sao đâu này. Bữa hôm nay anh với Thảo đó trời đây nè. Thấy một em cực kỳ đẹp luôn. Bằng khơm. Đó ao trà bá luôn thằng này. Đánh thật lại phụ. Bạn heo rồi. Ngon lành, cành đào. Cái mỗi kẹp thì hay là phải cúc này thì nè đây còn con này cả nhà. Đặt dài mới ngon vô chứ. Cúc chỗ này nó không chưa? Có ngon lành cành đào. Màu em đầu tiên. Tiếp tục. Nam đặt dày lắm á, dày mà ngon á, kế bên này. Chỗ này cái bãi bùng. Bãi xinh. Ngon lành cành đào. Vô rồi. Chưa cùng mồi. Cái con ốc á. Anh trứng không á. Trứng gì con ốc á? Ở trong là một cái con khác mà. Ăn không? Chúng ta bắt cho. Trứng gì trong đó? Cái con nào đấy, con quỷ nào nó chui vô dò cẳng nó quèo qua. Nó chui vô. Đó, đây con nè. Đó, thấy chưa? Nè bà con xem cua nè. Ngon lành. Không có hai anh em đi thoải mái, cầm thoải mái. Không có nào đi hai anh em hơi khó. Mạnh lên. Trời ơi. Cái 89 là dừa, nước dừa nhưng mà cua nó ít thôi. Trời. Hai con là mấy cua đực không à bà ơi? Đừng có đặt ngoài xa. Đó, chờ cả nhà xem cua thấy đạn ở trong bờ. Cái này ngoe luôn. Tao đổ mày coi. Đồ đó. Ai như nhà mì. Đó. Bộ bao qua năng á. Thấy không? Vô con nào là xứng đáng con đó. Nãy hai chú nói là không có cua. Hôm bữa anh với Thật đi rồi là... nè. Đó, thấy không? Trời. Vẫn chơi hoài. Chuyện gì mà chuyện không có cua được. Trời ơi, nó buộc hai cục mồi luôn. Mà không có khuyến mãi đó. Không ra nó buông hết. Khuyến mãi đó. Chơi luôn. Mấy con rồi làm? Con. Dữ vậy? Hồi nãy mới có 3 con à. Không có rồi. Chưa có dậy kịp, dậy nổi giống mình đó. Chút xíu nữa tỉnh là bắt đầu đi kiếm cháo lòng ăn. Thì cái gặp gà làm luôn. Dính này kìa, anh thấy rồi đó. Thấy chưa? Hai con luôn. Trời, hai con xanh dần rồi, thả đi Nam ơi. Thả ra ngoài đi Nam, bỏ ra ngoài đi. Thả nó ra ngoài. Cua nhỏ mình không bắt cả nhà ơi. Cua mạch đồng hồ. Hai con này hai con cua giống. Đồng hồ. Cua mạch. Nó to hơn ấy. Thả nó về với biển đi, mai mốt mình ăn cua lớn. Cua nhỏ là sẽ không có cua nữa đâu. Con chú Thật sao rồi? Dài
mét nữa. Nó bồi ra kiểu đó mà cua nào mà ở trong đó. Qua nè, này cả nhà ơi, cua cái. Cua này là đúng gặp luôn nè. Đây, còn. Trời ơi, trời. Tới nay. Tới nãy tới nãy giờ mới thấy được cua cái con này. Này bà con. Còn đó. Cua này trong xanh này cũng nghi nghi. À, sợ nó bị dợp á, nó không có mập. Thôi bóp thôi coi. Đúng rồi, bóp đi. Cứ nhảy vô là cái cục là được rồi. Từ từ nè. Chắc đẹp luôn. Đây nè. Nãy giờ nè bà con ơi. Em không quay cho cả nhà coi nha. Dầu la ra nè. Cũng bò rồi. Kéo cận cảnh á. Chưa xuống. Đó, được nhiêu đây nè. Nước nào thì cá màu đó. Đó. Mặt đồng hồ thiệt. Thấy là biết có con cua trong này kìa, lú lên trên cái cành trên này. To 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 to. Hai con, con bự con nhỏ. Một đực cua, đực cua bài. Con cua cái. Nè, hai con mình bắt con thả con cả nhà. Này con kia nó nhỏ xíu rồi. Mà con kia nhỏ xíu lại không có cái càng nó gì đâu cành. Ờ. Cành. Thả cái con nhỏ này, từ từ. Ở Nam cái ấy của mày đâu rồi? Cái gì? Cái nhỏ này gọi. Cho em nó đi về với mình. Dây chuyền mày có mặt không? Có. Nè cả nhà. Nè. Dây chuyền nó không có hai cái càng, nó mất tiêu càng rồi, chắc là quánh lộn với người ta hay gì. Nè, đó, đi về đi. Nè. Bị cục hết một cái hai cái càng luôn. Còn nhỏ mà bị dị tật. Sai lầm của thật không chịu coi đi con cua. Có không? Nè Nam, trời ơi. Những chơi cái thằng ngoại đỏ ao rồi là chà bá rồi. Cua đâu nhỏ đâu. Cái lụng rồi nè. Lụng mà nó không ra. Như cái lợp mi ở dưới đít thì không sao. Nào. Cua đỏ ao. Vô. Rồi. Rồi. 2 ký. Ký rưỡi không? Xin nó một lời ký rưỡi cua là đủ. Nè, để con quay cho bà con coi nha, không dám gỡ nhiều, gỡ ra nó ấy, cũng được cả mười mấy con rồi. Ta buộc con bự rồi, con nhỏ đâu được rồi. Cành đào. Con này là tính chứ, con nào ăn được là tính. Chà bá luôn chứ nhỏ đâu. Một chú tiểu, sao không bỏ lá vô nhánh cây vô Nam để nó cặp gãy càng hết Nam. Bẻ được nhiều á. Sắp có vợ có con tới nơi rồi, anh nói hoài. Nhà thấy tuốt xa 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 bên kia. Bên đây bên kia bên công ở là đất liền. Ở bên khu đó cũng là thuộc cái tỉnh của công ở, nhưng mà nó là thành phố. Thành phố mà nó ở ngoài đảo á, đó bên đó kêu bằng đảo Pulau Pinang, tỉnh Penang của Malaysia. Cách Kuala Lumpur tầm 170 km. Sáu tiếng. Dính cái cây. Gài vô cây. Cú này mà chơi phải là đẹp. Rồi ok kìa cua kìa con. Cái này cái lợp khó gỡ nhưng mà dính con cua mọc luôn cua luôn. Không biết có còn ở trong này không. Sao không còn cua cái nữa. Anh nhìn thấy biết không. Cái dính kiểu này rồi cha tôi gỡ. Đâu có sống là sao lầm đó. À, cua cái mập lù luôn.
ngon lành, cành đào. Hai con nữa. Ê, tao hai con nữa là tao thắng rồi đó. Mày theo thôi anh con mày thắng cào này. Hai chú con đâu thể nào thắng được hai con stop là anh lụm rồi. Không, khoảng 5 con chứ, 5 con mới lụm chứ. 4 con là nó thắng rồi. Nằm dở lên cái đó hai con cho anh coi. Anh đừng cười lên, trong mâm đừng có vô đó, nếu mà vô là tôi thắng. Đó. Rồi. Bây giờ không, nam vẫn còn. Tại vì nó nói ba con đấu lại thì nó mới hai con thôi. Nó ba con rồi. Đây con thứ ba rồi. Con là thứ ba đó. Ừ. Thì nó vẫn còn cơ hội mà. Ừ, nếu mà thêm con nữa là tên thằng thắng. Hay hơn là con nó là lụm luôn. Về với mẹ rồi. Năm con là mình thua anh con. À. Đây năm con đâu. Năm yên tâm đi, trời ơi, anh biết. Khu này bắt đầu dính cua nè. Hồi nãy là lúc này ở trên đây không có con nào, bây giờ ở trên đây nó chạy ở dưới nó không chạy. Khúc này đây vô cua rồi. Vô được hai ba con to rồi. Thăm nhiệt tình chút xíu nha, đừng thấy cua xong thả xuống để ăn nha. Không có đâu. Tôi nghi lắm, vàng lắm. Ơi sắc sụi như thế này thì trời ơi, đây tới đó khỏe luôn, kiểu gì cũng một đến hai con nữa. Ba cái ở đây còn là ui. Thôi, làm biến quá. Hình như nó biết mình cá độ hay gì mà khúc này nó đặt cả trên trời không vậy ta? Ừ, một cái nữa hết hả? Trở lên luôn đi. Trở lên cuốn luôn hả? Chứ làm gì? Giờ là mình cuốn luôn nha. Mấy cái mà cuốn luôn không? Cuốn. Vậy là kia cuốn đi. Lên nữa mà. Còn mấy cái nữa. Mấy cái nữa đi theo nó chứ mấy cá độ. Ta cũng nghi lắm. Ta đứng ta quay phim là không chạy đâu nữa là làm chứng. Tháng gì mới bốn con, tháng gì lên con nữa tao ăn mày đó. Thằng thì bố à, cua kìa lá gì con cua cái càng đỏ ao của người ta mình lá cái lá nó cho qua cho lại cua không con. Ôi trời, chưa còn một cái nữa là mình mới biết là thắng hay thua. Cái này lát rồi. Anh công ăn rồi. Xong. Cuộc đời giống như là một liều thuốc. Nó chạy vòng vòng. Cái cuối cùng. Cái đây. Ăn. Thắng luôn. Ăn thì ngồi xuống. Tao nói rồi. Hai chú làm sao mà kinh nghiệm được anh. Anh quay phim mà. Kìa. Coi kìa. Chào mừng bạn mới về đội mình. Có thể dỡ lên hai con luôn đó. Rồi con này không có tính nữa. Vậy. Cua. Cua bự. Thả đi. Trời ơi. Con cua này thả. Trời, con cua muốn nửa kilo nó kêu thả trời bùi. Con cua này không có thịt đâu. Rồi đừng giỡn mày. Con cá hồi nãy không bán là không có thịt. Anh giúp em nè. Đồ quỷ này. Yo. Cuốn luôn à. Ừ. Cuốn vậy. Cuốn vô rồi. Tao cầm này cho hai mày cuốn à. Trời nắng như này. Thôi rồi cho để hai anh em cuốn rồi chuẩn bị về thôi. Ngon không ạ? À? Rửa nó được nè. Đó. Còn nãy giờ cạy cái càng này rồi. Kệ mày. Cả nhà thấy cua không? Cua to ngon lắm. Nó đỏ ao. Nãy số cua của mấy anh em bắt đi đặt là sáng giờ đó. Thôi, rồi không kết thúc video tại đây nha cả nhà. Không hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Quý mến kênh của Miền Tây Xứ Dừa TV, đăng ký kênh ủng hộ cho ba anh em con nhé cả nhà. Còn chào tạm biệt. Chúc sức khỏe cả nhà.